Chào bạn và chào mừng bạn đã quay trở lại với Hoàng Channel. Có vẻ như là mình rất có duyên với những cái sản phẩm tầm trung, và hôm nay thì lại là một sản phẩm nữa khiến cho các bạn phải đau đầu. Đó chính là chiếc Oppo A76, một cái lựa chọn ở trong phân khúc giá tầm trung khoảng 6 triệu gì đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau đi mở hộp ngay cái sản phẩm này nhá. Intro. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với cái sản phẩm ngày hôm nay. Cái chiếc máy mình đang có đây là phiên bản có bộ nhớ RAM là 6GB và 128GB bộ nhớ trong. Thì ở ngoài cái hộp này rất là đơn giản. Ở đây có một cái thông số, một vài những cái thông số mà các bạn cần lưu ý. Đầu tiên đó là sạc 33W Super VOC. Chiếc máy sử dụng cục pin là 5000mAh và có màn hình là 90Hz, tần số quét 90Hz. Đấy. Bây giờ mình thấy tần số quét cao nó phổ cập đến những cái sản phẩm tầm trung như này rồi, chứng tỏ con người bây giờ nhu cầu càng ngày nó càng đẩy cao lên. Và khi mà các bạn có một cái nhu cầu cao rồi thì những cái sản phẩm tầm trung cũng phải đáp ứng được những nhu cầu này. Rồi không nói nhiều nữa, thượng phương bảo kiếm. Mình xem cái sản phẩm này rạch cái gì. Đây các bạn sẽ rạch phần đáy nhá, là một đường cơ bản thôi. Trong bóc siêu không được chỉn chu cho lắm, nhưng mà đây là cái chiếc máy mình bóc siêu lần đầu tiên khi mà từ cái ngày mình quay trở lại đi làm các bạn ạ. Rồi, chúng ta đang có đây là chiếc Oppo A76. Thì các bạn đẩy lên như này, để gọn qua bên này. Đấy, hộp làm trông rất là xịn đấy. Trong máy chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có là sách hướng dẫn sử dụng. Mình đoán là trong này chúng ta sẽ được tặng kèm ốp nữa, thấy chưa? Đoán không là sai rồi. Sách một mớ sách hướng dẫn sử dụng này, quay chọc SIM và một cái ốp silicone. Những cái sản phẩm tầm trung như này thì mình thấy tặng ốp là cũng khá là đúng đắn đấy. Bởi vì cái việc các bạn đi tìm mua những cái ốp của những chiếc máy tầm trung này thì thường nó sẽ rất là khó khăn. Nhân vật chính đây, chiếc Oppo A76. Ôi dồi ôi, đầm tay phết. Rồi, thì bây giờ ở bên trong hộp chúng ta có cáp sạc. Cáp ở đây là cáp Type-C nhá, chuẩn Type-C bây giờ. Cục sạc Super VOC 33W các bạn sẽ có ở đây. Và cái gì đây? Chả có gì cả. Ok, chúng ta sẽ dẹp hết mớ này gọn qua một bên. Và đến với cái nhân vật chính của chúng ta, chiếc Oppo A76. Rồi mình sẽ kích hoạt máy lên nhá. Nói một chút về cái sản phẩm này thì máy đang chạy con chip Snapdragon 680. Đây là một con chip tầm trung của Qualcomm. Và nó khác biệt so với những chiếc điện thoại tầm trung khác ở trong tầm giá này là chúng ta có một con chip tới từ Qualcomm chứ không phải tới từ MediaTek nữa. Như mình đã review cái sản phẩm từ trước đấy, các bạn có thể bấm vào cái video mở hộp cái sản phẩm của Xiaomi nhá. Ok, thì mình đã kích hoạt xong cái sản phẩm này lên và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái nhân vật chính của chúng ta, chiếc Oppo A76. Hãy cùng nhau nói qua một chút về thiết kế đi. Vì là một cái sản phẩm tầm trung mà thôi, cho nên chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó là hoàn toàn được làm từ nhựa, từ phần khung này, từ phần mặt lưng này. Đó. Tất cả thì đều được làm từ nhựa hết, nhưng mà mình phải dành lời khen cho Oppo khi mà cái sản phẩm với mức giá tầm trung như này, hãng đã hoàn thiện cái chiếc Oppo A76 này tương đối là tốt. Mình cầm trên tay thì rất là thoải mái, cái cạnh được bo cong như này, cầm vào tay rất là ôm tay. Thêm nữa đó là cái phần mặt lưng này được làm dạng nhám nhám như này thì nó sẽ, khi mà các bạn cầm nắm trên tay, nó sẽ rất là thân thiện với lòng bàn tay của chúng ta. Phần cạnh trái của máy thì sẽ có là khe chọc SIM này, phím tăng giảm âm lượng. Phía trên đỉnh máy thì sẽ là có một cái lỗ mic để các bạn thu khi mà quay video. Cạnh phải thì chỉ có một nút bấm nguồn duy nhất. Và cái nút bấm nguồn này thì có tích hợp vân tay nhá. Phía cạnh dưới chúng ta có một cổng sạc Type-C, lỗ mic, lỗ 3.5 đó. Và một cái lỗ loa. Hiện tại bây giờ thì những cái sản phẩm tầm trung thì mình nghĩ là vẫn nên giữ lại cái cổng 3.5 này. Rồi đó là cái phần tổng quan bên ngoài của máy. Phía mặt sau thì chúng ta có một cái điểm nhấn ở đây, đó chính là cụm camera được làm lồi lên. Và nó, mình thấy là nó lồi khá là ít thôi, nhưng mà hãng đã làm cái cục, cái phần camera này, cái cụm này chứa cả hai ống kính, cho nên các bạn nhìn về phía mặt sau này trông nó khá là hầm hố. Mình thấy khá là hầm hố đấy. Đây cũng là một cái điểm nhấn.
Và cái viền camera được làm rất là lớn nhá. Các bạn thấy đây. Phía mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình có kích thước là 6,56 inch với độ phân giải là HD Plus. Cái việc trang bị một cái độ phân giải thấp như này trên cái máy tầm trung, mình thật sự là mình không bất ngờ cho lắm, bởi vì là hãng đã cắt giảm độ phân giải để mà tăng cái tần số quét cái màn hình lên là 90Hz. Cái điểm này thì mình nghĩ là nó đáng hay không thì là tùy thuộc vào sự lựa chọn của các bạn. Bởi vì là có những người thì thích một cái màn hình nó nét, căng, đét đèn đẹp cho dù là một cái máy tầm giá 6 triệu mà thôi. Nhưng mà với cái việc là hy sinh cái độ phân giải để mà thêm cái tần số quét 90Hz thì phần nào nó giúp cho cái trải nghiệm vuốt trên màn hình của mình nó rất là mượt. Khi mà các bạn nhấn vào icon chuyển đổi giữa các app này hay là chuyển đổi giữa cái trang vuốt này thì thực sự nó rất là tuyệt vời. Quên mất một chút, mình không nhắc đến cái phần màn hình phía mặt trước của chúng ta. Đó chính là máy có một trang bị một cái camera dạng đục lỗ ở đây. Các hãng khác thì thường gọi là Infinity O cái thứ, rồi là mình cũng không chắc Oppo gọi nó là gì, nhưng mình cứ gọi là đục lỗ cho nó ngôn ngữ là thân thiện để các bạn dễ hình dung hơn. Đấy, một cái camera đục lỗ phía trước này nằm gọn ở bên phía góc trái, và mình thấy thì cái camera này có vẻ là nó hơi to. Cái lỗ này nó hơi to nhá. Thì camera to đây thì sẽ có một cái độ phân giải camera lớn hơn. Và có lẽ cái việc camera trước nó chụp đẹp hơn thì đây, hậu quả đây đây, lỗ camera rất to. Tiếp theo thì mình sẽ nói một chút về camera. Camera của Oppo thì luôn luôn được nhấn mạnh bởi camera trước, khi mà hãng tập trung rất nhiều cho cái phần AI làm đẹp khi mà các bạn selfie. Với chiếc máy này thì mình nghĩ, để xem nào, có vẻ như nó cũng không phải là ngoại lệ đâu. Các bạn có thể tùy chỉnh tất cả mọi thứ ở trên này, từ bóp cằm, bóp mặt, rồi nâng mũi các thứ. Đó, chị em khi mà muốn selfie thì rất là hợp lý đấy. Mình sẽ để cái thông số camera ở đây để cho các bạn tiện theo dõi. Và mình sẽ chụp một vài cái ảnh để mà các bạn xem là chiếc máy này chụp ảnh như thế nào nhá. Và cuối cùng thì một cái điểm nhấn nữa, một cái điểm cộng nữa trên chiếc máy này, đó là máy được trang bị dung lượng pin là 5000mAh và có sạc nhanh 33W Super VOOC. Đây, cái công nghệ sạc nhanh Super VOOC này ngày xưa thì thường được trang bị trên những chiếc máy Oppo Find, cái dạng mà dòng cao cấp của Oppo ấy. Nhưng bây giờ nó đã được mang xuống chiếc máy giá tầm trung như này rồi, thì đây chắc chắn là một cái điểm cộng dành cho các bạn. Anh em nào mà có hay chơi game các thứ thì cũng không phải bàn rồi, bởi vì là con chip Snapdragon 680 cũng sẽ mang lại một hiệu năng tương đối tốt. Mình chỉ nói là dám nói là tương đối tốt thôi, bởi vì đây là con chip tầm trung, cho nên những ai mà chơi liên quân các thứ ấy thì mình nghĩ là nó vẫn cân được. Thêm nữa, với cái khả năng sạc pin Super VOOC 33W thì khi mà các bạn hết pin này, các bạn sẽ thốc pin lên rất là nhanh. Đấy. Và vừa rồi là một cái bài mở hộp trên tay nhanh chiếc Oppo A76 của mình. Các bạn có thắc mắc gì về sản phẩm này hãy để lại comment phía bên dưới, và mình sẽ để link mua hàng sản phẩm này ngay dưới phần mô tả của video luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Peace. Kích thước là 6,50 mấy inch? Khó. 56 inch.